Năm 2014, cán bộ công nhân viên cơ quan thành đoàn đã tận dụng các cơ hội sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và tuổi trẻ, nỗ lực hoàn thành chương trình công tác năm thanh niên, năm vì trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, cũng như chương trình công tác tại từng cơ quan đơn vị đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng chất phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Năm 2011, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung chỉ đạo cơ sở và chủ động tổ chức nhiều hoạt động cấp thành, tham mưu tốt cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai quán triệt chủ đề năm thanh niên, năm vì trẻ em, chỉ đạo và tạo nhiều cơ chế thuận lợi từ cấp ủy, chính quyền các cấp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Thành đoàn đã ký kết liên tịch với 9 sở ngành, gồm 58 nội dung cụ thể nhằm tham gia thực hiện 6 chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 xác định. Các đợt sinh hoạt chính trị, đợt hoạt động cao điểm diễn ra sôi nổi nhân các sự kiện quan trọng mừng xuân mừng đảng và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập Đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thông qua đó, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn hội đội cho đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố. Thông qua phong trào và hoạt động giáo dục của đoàn đã đẩy mạnh tuyên dương các điển hình tiêu biểu, góp phần quan trọng định hình các giá trị sống đẹp, sống có ích trong từng đối tượng thanh niên, với 20.642 điển hình thanh thiếu nhi thành phố được phát hiện tuyên dương nhân rộng. Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục phát động các phong trào nhằm khơi sức, phát huy sức trẻ thành phố anh hùng, xung kích tình nguyện, nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn thử thách, các chiến dịch tình nguyện xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, qua phường đỏ, hành quân xanh, rộn ràng khí thế. Các hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ được đoàn viên thanh niên thành phố đặc biệt quan tâm, như xung kích tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá, cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, vận động không tăng giá nhà trọ, vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước, điện, sinh hoạt cho thanh niên công nhân, sinh viên, người lao động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong một năm còn không ít khó khăn. Công tác đồng hành chăm lo cho thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, với 333,5 tỷ đồng được các cấp bộ đoàn khai thác cho 9.254 thanh niên dây vốn làm kinh tế, học tập, học nghề, giới thiệu việc làm cho 127.625 lượt thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 472.827 thanh niên. Công tác xây dựng đoàn được quan tâm củng cố. Trong năm 2011, toàn thành phố đã thành lập mới 201 chi đoàn, 304 chi hội, phát triển 189.177 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, kết nạp 101.763 đoàn viên mới, giới thiệu cho đảng 26.551 đoàn viên ưu tú, và trong đó 5.222 đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đơn vị sự nghiệp thành đoàn cũng đã đóng góp nhiều dấu ấn quan trọng trong hành trình năm thanh niên, năm vì trẻ em. Báo Tuổi Trẻ tăng hơn 30% các bài viết trên chuyên mục, các bài viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố và một số hoạt động tiêu biểu như diễn đàn Nếu tôi là bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, cuộc hành hương về quê hương anh hùng Lý Tự Trọng. Đặc biệt, chương trình Góp đá xây Trường Sa do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng đã lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành các đầu sách nhằm phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi như Lược sử đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam, Đáp lời sông núi, Đội ta lớn lên cùng đất nước, Hành trình theo chân Bác, bộ sách ảnh Việt Nam đẹp nhất tên Bác Hồ. Trong đó, bộ sách Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam đã có sức thu hút và quan tâm lớn trong giới trẻ. Các báo Nhi đồng, Khăn quạt đỏ, Mực tím để thực hiện các chuyên trang về hoạt động đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, trong đó tăng cường mảng bài do chính thiếu nhi viết. Hệ thống các nhà văn hóa trực thuộc thành đoàn có nhiều nỗ lực tổ chức hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi thành phố. Nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa sinh viên tiếp tục đầu tư nâng chất các hoạt động lễ hội, duy trì tọa đàm, hội thảo, hội thi, hội thao, sân chơi lịch sử, ca nhạc, đẩy mạnh các chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội, các chuyến du lịch học sử trong và ngoài thành phố, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm. Nhà thiếu nhi thành phố đã tích cực tham gia thực hiện chủ đề năm vì trẻ em với nhiều nội dung chương trình được đầu tư đổi mới theo hướng đầu tư mở rộng đối tượng và địa bàn tổ chức, tạo sự lan tỏa, phục vụ rộng rãi các đối tượng thiếu nhi trong và ngoài thành phố. Hoạt động các trung tâm hỗ trợ thanh niên khá đa dạng,
có nhiều điểm mới sáng tạo nhằm chăm lo và đồng hành với thanh niên. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên với chương trình tiếp sức người lao động, thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, đánh giá năng lực bản thân và hoạch định nghề nghiệp tương lai. Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, tăng cường các hoạt động hỗ trợ đời sống cho thanh niên công nhân. Nổi bật với việc tổ chức thành công lễ cưới tập thể cho 80 cặp thanh niên công nhân, xây dựng các khu lưu trú văn hóa, ngày hội, mua sắm và hỗ trợ thanh niên công nhân. Chương trình phỏng vấn thử thành công thật. Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn. Chương trình VU hồi tụ cá tính, khẳng định tài năng. Các khóa học kỹ năng, truyền thông, tư vấn, phòng chống bạo lực học đường với điểm nhấn là hành trình 100.000 chữ ký chống bạo lực học đường cùng với hoạt động hỗ trợ thường xuyên nhà trọ, việc làm, vé xe Tết là những nỗ lực chăm lo cho sinh viên của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố duy trì các hoạt động công tác xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn, tổ chức các chuyến cứu trợ các địa phương bị thiên tai, vận động và tổ chức các chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện chống rải đinh. Hoạt động nghiên cứu khoa học sáng tạo và hội thi ý tưởng sáng tạo, giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka, phát huy các trí thức trẻ tham gia hoạt động tình nguyện, ứng dụng tri thức vào thực tiễn, tiếp tục được Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ đẩy mạnh trong năm qua. Trường đoàn Lý Tự Trọng được đầu tư xây dựng mới, đang gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm 2012 dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn. Trong năm qua, trường đoàn đã tổ chức các lớp đào tạo cán bộ nguồn, lớp bồi dưỡng chức danh phụ trách đội, các buổi hội thảo về công tác đoàn đội và đang được đầu tư xây dựng mới, gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm 2012. Các đơn vị sự nghiệp khác của thành đoàn như Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi thành phố, hãng phim trẻ, ký túc xá Lào, tùy theo chức năng nhiệm vụ đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng năm thanh niên, năm vì trẻ em một cách cụ thể, góp phần đạt hiệu quả chung của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Mặc dù có nhiều khó khăn do tình hình lạm phát cao, giá cả nguyên vật liệu luôn biến động tăng giá, lãi suất vay vốn ở mức cao và nguồn vốn vay hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, các doanh nghiệp trực thuộc thành đoàn cũng đã giữ được sự ổn định và hoàn thành bước kế hoạch năm 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản trẻ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận đề ra, góp phần nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên cũng như đảm bảo có tích lũy để đầu tư. Các công ty trách nhiệm hữu hạn khác có vốn thành đoàn là công ty trách nhiệm hữu hạn Quy hiệu Thanh niên, công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bảo vệ Thanh niên Xung phong cũng đã đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty cổ phần du lịch Thanh niên, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh niên, công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn cũng đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo mức chi cổ tức theo kế hoạch đã đề ra. Các cấp ủy, các đoàn thể đã cùng lãnh đạo đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và ổn định tình hình cán bộ công nhân viên, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng đơn vị cũng như toàn cơ quan thành đoàn. Từ công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị trong từng cơ sở và đảng viên, đoàn viên, người lao động đến các hoạt động phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, sự đoàn kết gắn bó trong tập thể cán bộ công nhân viên cơ quan thành đoàn. Với nhiều kết quả tích cực từ những nỗ lực vượt bậc trong năm qua, đã ghi nhận những thành tích xuất sắc của tổ chức đảng, đoàn thể cơ quan, đảng ủy được đề nghị danh hiệu trong sạch vững mạnh. Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu lá cờ đầu cụm thi đua số 8, đồng thời là lá cờ đầu khối công đoàn viên chức thành phố. Đoàn thanh niên cơ quan đạt danh hiệu lá cờ đầu cụm thi đua số 4 của đoàn khối dân chính đảng thành phố. Khép lại hành trình năm thanh niên, năm vì trẻ em 2011, với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, cơ quan thành đoàn đã gặt hái nhiều thành quả và ngày càng phát triển. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố được đánh giá là đơn vị xuất sắc toàn diện trong phong trào thanh niên cả nước. Thành đoàn được bình chọn dẫn đầu cụm thi đua số 15, Hội sinh viên thành phố dẫn đầu cụm thi đua số 16 trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, tích cực tạo phong trào và môi trường cho tuổi trẻ thành phố có nhiều hơn cơ hội học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thank you.
2011, tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Ngày hội mùa xuân biển đảo do Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Cũng trong dịp này, 146 văn nghệ sĩ đã cùng tham gia xây dựng nên đĩa DVD Mùa xuân biển đảo dưới sự hỗ trợ của phòng thu Chess Studio, in 1.000 đĩa miễn phí gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo cả nước. Ngày Tết đến được thứ em là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em, tựa như nỗi nhớ nhà. Nhớ tiếng pháo giờ giao thừa, mẹ thường chờ mong có anh qua. Nhớ góc phố ngày xuân về, đang trẻ mừng như lá như hoa. Đĩa DVD Mùa xuân biển đảo có độ dài gần 16 phút, bao gồm 4 bài hát: Tình ca mùa xuân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Lá thư ngày Tết của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Mùa xuân gọi của nhạc sĩ Trần Tiến và Trường Sa của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, dưới sự tham gia của 146 văn nghệ sĩ. Phải mất hơn một tháng, ban tổ chức mới hoàn thành xong DVD Mùa xuân biển đảo để gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biên giới hải đảo của Tổ quốc. Ngoài việc tham gia trình bày các ca khúc trong DVD, các văn nghệ sĩ còn gửi những lời chúc Tết đầy ý nghĩa đến các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ biên giới của Tổ quốc. Anh xuân này, bài ca của quê hương, bài ca của yêu thương. Nhân dịp năm mới, Quý Trân và Đỗ Thụy chúc các chiến sĩ thật nhiều sức khỏe. Chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Kim Thư xin chúc tất cả các chiến sĩ có một mùa Tết thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Tuy là không được ở gần những người thân gia đình, nhưng mà rõ ràng một điều là tất cả mọi người đang hướng về tất cả các anh. Tân Bèo không biết nói gì hơn, rất là vui được tâm sự cùng các chiến sĩ. Thôi thì năm hết Tết đến, Tân Bèo cũng như các nghệ sĩ cả nước chúc các chiến sĩ một năm mới sức khỏe dồi dào và gia đình lúc nào cũng bình yên và hạnh phúc. Quyền Linh xin kính chúc các chiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe, ý chí tinh thần phải mạnh mẽ, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình truyền hình thanh niên đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 6 tháng 2 năm 2012 trên kênh HTV9, phát lại vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2012 trong chương trình truyền hình thanh niên trên kênh HTV7. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.